Em chào cả nhà. Hôm nay em mới về được hai cây vít ô lê, gọi là súng phun sơn. Thì đây là hai con vít ô lê của Iwata. Và hai con này á, súng á thì hàng đã qua sử dụng nhưng còn rất là mới nha. Đó. Và được em chuyển về hai cái bình cốc của Iwata mới 100% chưa qua sử dụng và còn cả nguyên cái hộp như thế này. Rồi, bây giờ em sẽ đọc thông số cho cả nhà. Thì cái con Iwata đầu tiên là con có cái mã là PS-95 Iwata nè. Thì đây là dòng nó là chịu áp thấp nha. Warning. Bát của nó chịu 6.8 bát. Đó. Và nó đang sử dụng ở đầu bếp là 1.3 mm. 1.3 mm ha. Đây là cái bình, cầm vô cái bình này thôi là cả nhà cảm thấy là nó có sự khác biệt rất là nhiều so với cái cốc Việt Nam bán trên thị trường. Thì nếu mà một cái cốc rẻ như thế này người ta bán phải là 400.000 một cái cốc Iwata này. Thì con này á nó là 400 ha, 400cc, 400ml một cái hộp cốc như thế này. Rồi bây giờ em sẽ lắp vào và em test thử cho cả nhà ha. Nó chưa có đuôi nối nha. Cả nhà về mua súng rồi cấp về mua cái đuôi nối về để mà sử dụng nha. Em có một cái để em test cho cả nhà. Đây là dưới là chỉnh hơi. Để cho ra hơi nhanh hơn nhiều ha. Rồi đây là chỉnh tia. Đó, tùy theo cái nhà chỉnh cái hướng ha. Những phần này ví dụ như đưa xuống quẹt lên rồi xuống ha, quẹt chân lên rồi xuống xuống, rồi nằm ngang qua là đưa qua đưa lại nhé. Tùy theo ha. Mình muốn phun xương hay là phun kia đều được ha. Yeah.
Rồi khung xương nè, rồi tùy theo mình chỉnh hơi nha. W-100 Iwata, và con này cũng gọi là chịu cái bát là 6.80 là áp thấp nhưng vẫn gọi là phun khỏe nha. Và sử dụng là cái đầu bếp là 1.3mm, và khi mà cái nhà cầm cái cấp đúng chuẩn nhật của Iwata rất là nằm cầm chắc tay, và nó rất là dày nha các nhà. Cái nhà cầm vô là có sự khác biệt. Đấy, rất đã khi mà cả nhà sử dụng một con súng chủ nhật Iwata này. Và con này cũng sử dụng đầu bếp là 1.3mm ha. Đó. 1.3mm. Nhìn rất là xịn sò. Thì sau khi test xong hai cái thì ai có mua cái bộ Pistole này, gọi là súng phun sơn, sử dụng đầu bếp là 1.3mm, hàng chuẩn nhật, là cốc là mới 100%, súng thì đã qua sử dụng xà lướt thôi. Đó, rất là đẹp nha. Thì một cái như thế này em bán cho cả nhà với cái giá là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng, nếu chuyển khoản đủ là bên em sẽ bao ship, rồi ship cốt là có cọc phí cả nhà trả nha. Đó, một cái vip u lê rất là xịn sò. Một cái là mã là FS-95, một cái là W-100. Thì ai mua sớm thì lựa chọn sớm ha. Rồi em cảm ơn cả nhà.